xanh trong dịp lễ vía Đức Chí Tôn đêm mùng 8 tháng Giêng Tân Sửu dương lịch ngày 22 tháng 2 năm 1961. Kính thưa chư chức sắc lưỡng phái, chư chức Việt và đạo hữu nam nữ, hôm nay ngày lễ vía Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế, chúng ta chức sắc và thiện tín lưỡng phái tụ hợp nhau nơi tổ đình để lạy mừng Đại Từ Phụ và kính cẩn dâng lên tấm lòng thành kính biết ơn thương thầy mến đạo. Nhân lúc đầu xuân Tân Sửu và nhân buổi lễ hội này, tôi thành tâm cầu nguyện cho đạo an ninh, cho đời thịnh trị, nhân sanh bớt thống khổ, gió thuận mưa hòa, sông êm biển lặng. Và cũng nhân dịp có đông đủ chức sắc đạo hữu, tôi xin đọc lại thánh giáo của Đức Chí Tôn đã giảng dạy đêm mùng 10 tháng 2 Canh Tý, ngày 7 tháng 3 năm 1960 tại đền thánh. Hỷ chư chức sắc hiệp thiên, cửu trùng, chư môn đệ nam nữ. Hôm nay, thầy vui lòng đến với các con để tỏ ý của thầy đối với công việc đạo của các con, hiệp thiên và cửu trùng đài. Từ mấy năm qua, các con đã chung tâm hiệp trí để sửa đường lối nền chánh giáo cho đúng theo chân truyền, hiệp với thiên thơ, dìu dắt nhân sanh trọn vẹn trong đường thánh đức. Đó là các con cứu vãn tình thế của đạo khỏi bước lạc lầm hướng về thế sự, làm cho mất vẻ trong sạch thiêng liêng của nó. Thầy lấy làm hài lòng và vẫn bố hóa tâm trí các con luôn. Thầy chỉ khuyên các con phải giữ thế nào cho đạo được trong sạch, phần cá nhân của các con cũng phải được hoàn toàn trong sạch. Đạo trong sạch, người trong sạch thì tôn chỉ của mối chánh quyền mới thật thành châu đáo, đúng theo lễ huyền vi. Các con đừng sợ nghèo, cái nghèo thanh đạm cao siêu thì đối với giá nào cũng không chịu đổi. Được vậy, các con mới xứng đáng là con yêu quý của thầy. Đạo phải trải qua lúc gay go để trau dồi chức sắc cho minh mẫn trong xét đoán cũng như nhận định và học hỏi, nâng cao nhận trí thức, bỏ óc hẹp hòi, lánh đường xa hoa ích kỷ. Nay các con đã thoát lối mê đồ, thầy khuyên các con phải thận trọng, đừng để cho ngoại vật chi phối nữa nghe. Bài thánh giáo này đã có đọc chức sắc và đạo hữu nghe, và có lẽ cũng đã phổ biến ít nhiều trong đạo. Nhưng nghe đọc hay xem thánh giáo là một việc, còn làm theo lời dạy của thánh giáo là một việc khác. Sự thật thì ai cũng muốn nghe, đọc thánh giáo hoặc xem thánh giáo, mà chừng tới lúc hành sự thì ít ai nhớ để làm y theo lời thánh giáo. Vì vậy, hôm nay tôi cần phải nhắc lại bài thánh giáo này. Đức Chí Tôn dạy, phải giữ thế nào cho đạo được trong sạch, phần cá nhân của người đạo cũng phải được hoàn toàn trong sạch. Đạo trong sạch, người trong sạch thì tôn chỉ mối chánh truyền mới thực hành châu đáo, đúng theo lễ huyền vi. Quý báu thay mấy lời dạy của Đại Từ Phụ, sự giữ cho đạo được trong sạch, người cũng phải trong sạch, ắt hẳn là một sự rất khó từ cổ chí kim. Cho nên mới có lời của Đức Chí Tôn dạy như vậy. Và nếu cố gắng làm theo thì nền đại đạo này mới xứng đáng là đạo của trời lập thành. Người môn đệ trong cửa đạo mới hân hoan tự xưng là học trò của ông thầy trời. Đạo được trong sạch là do hành vi của đức tánh của toàn thể chức sắc hội thánh, tức là thánh thể của Đức Chí Tôn tại thế. Hai chữ trong sạch có cái nghĩa rộng bao la, gồm hết những cái hay, cái quý, cái cao đẹp về hình thức lẫn tinh thần của những người điều khiển. Chẳng những chỉ giữ liêm khiết về tiền bạc, không nhơ bợn đến tài chánh bất hợp pháp mà thôi, mà cũng phải trong sạch về hành vi, về ngôn ngữ, về tư tưởng, về cách cư xử người trên kẻ dưới. Nói tóm lại, trong cửa đạo, người hành đạo phải chính mình và hiện thân của đạo đức, của từ bi, bác ái, công bình thì sự trong sạch mới hoàn toàn. Khi ra ngoài xã hội, đối với người đời, về mặt xã giao, cùng lúc xử sự, phần cá nhân của người chức sắc cũng phải giữ được trong sạch trong mọi phương diện, không háo thắng, không khoe mình, lúc nào cũng lễ độ, khiêm tốn, hòa hữu, nhún nhường, sẵn lòng thi ân tế chúng. Thế nào cho mọi
Như vậy cho nên, những ai trong mình tu hành đúng theo đời của Đức Chí Tôn, thì những vị ấy chính là những đấng thánh nhân của đạo, và nền đại đạo được gồm có những bậc thánh nhân trong hàng chức sắc thiên phong, thì hội thánh mới thật sự xứng đáng là thánh thể của Đức Chí Tôn tại thế. Đời của người hành đạo là một đời học hỏi tu tập không ngừng. Bởi vậy, mặc dầu đạt tới chỗ hoàn thiện là một việc quá khó, nhưng nếu muốn tự giải thoát, chúng ta phải ráng sức, bền chí kiên tâm, chịu hy sinh cuộc đời vật chất xa hoa, lánh bả lợi danh, sống hoàn toàn cho mặt đạo, thì một ngày kia cũng đi đến kết quả. Dầu không nên được bậc chí thánh, cũng đứng vào bậc chân tu, đáng mặt phi thường, chí ư, gọi là khó rồi bỏ qua. Không gắng công phu kiềm chế cái vọng tâm, không vững chí sửa mình, đạt tới chỗ hoàn thiện, thì người tu dựa vào căn bản nào mà đi cho cùng bước đạo, công viên quả mãn. Từ cổ chí kim, vì không xử được mình trong sạch, cho nên con người chịu làm nô lệ cho xác thịt, để cho dục vọng lôi cuốn gây thành tam nghiệp, tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, phải bị chìm đắm trong vòng sanh tử luân hồi. Chẳng khác chi tự mình trói buộc vào một cái bánh xe, cứ quay cuồng mãi mãi không biết bao giờ tháo mở được. Vậy chúng ta phải tự tỉnh, phải chí công mài sắt, phải tự quyết đạt tới mức thành công là tự giải thoát và giải thoát cho nhân sanh. Sự thành công ấy chỉ do nơi ta mà thôi, và chỉ có thể thực hiện